Xin kính chào quý vị các bạn yêu cờ. Chào mừng quý vị các bạn đến với chương trình bình luận các ván cờ hay, các tiêu điểm khai cuộc, chung cuộc mới nhất và đặc sắc của các danh thủ đương đại. Trong chương trình của ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đến các bạn một trận đấu rất hay, ý nghĩa và quan trọng của ngoại tinh lai khách Vương Thiên Đức trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Đây là trận đấu được trích ra từ giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 15, được tổ chức vào tháng 10 năm 2017 tại thành phố Manila, thủ đô của nước Cộng hòa Philippines. Tại giải đấu đó đã quy tụ rất đông đảo các cao thủ đến từ rất nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó tiêu điểm của sự tranh chấp ngôi vị quán quân đó là cuộc đua tay đôi giữa hai cao thủ của đội tuyển Trung Quốc là ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất và Phục Sơn thiếu hiệp Trịnh Đồng. Đây là hai ngôi sao trẻ đang thống lĩnh kỳ đàn với những cuộc đua tranh gay gắt ở các giải đấu đã qua. Và thực lực của Vương Nhất và Trịnh Đồng cũng là hai kỳ thủ được coi là ứng cử viên lặng ký nhất dành cho ngôi vị vô địch. Trong những diễn biến tiếp theo của giải đấu thì không nằm ngoài dự liệu, hai cao thủ hàng đầu là Vương Thiên Nhất và Trịnh Đồng đã có những cú bứt phá ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Giải vô địch cờ tướng thế giới thường được tổ chức theo thể thức tính điểm hệ Thụy Sĩ trong 9 vòng để phân định thứ hạng cá nhân và qua đó có thể phân định thứ hạng đồng đội. Trịnh Đồng sau 6 vòng đầu tiên đã có một thành tích rất tuyệt vời. Ngoại trừ ván đấu ở vòng 2 hòa trực tiếp với Vương Nhất, còn lại anh ta đều toàn thắng và đã dẫn đầu giải đấu với thành tích là 5 thắng 1 hòa. Vương Thiên Nhất thì do một sự sơ suất ở vòng thi đấu thứ 6, xém chút nữa đã bại dưới tay của tiểu tướng Trịnh Ngạn Long bên phía Hồng Kông. Do đó Vương Nhất đã bị Trịnh Đồng bỏ lại ở vị trí số 2. Đây là trận chiến ở vòng thi đấu thứ 7, một vòng đấu có tính chất cực kỳ quan trọng. Theo kết quả bốc thăm thì Vương Nhất đi hậu gặp Tiết Hàm Đệ, một kỳ thủ người Đức gốc Hoa. Còn Trịnh Đồng gặp đối thủ đến từ Macau, đó là Tả Nam Nỗi. Cả hai kỳ thủ này đều là những người có thực lực và trong một ngày phong độ bay cao thì không thể nói trước một điều gì. Vương Nhất vào trận với lòng tin chiến thắng, với hy vọng Tả Nam Nỗi có thể cầm chân được Trịnh Đồng. Qua đó hai bên sẽ bằng điểm và tiếp tục sẽ tranh đua ở vòng đấu thứ 8 và vòng đấu thứ 9 sau cùng. Để các bạn tiện theo dõi trận này, tôi xin giới thiệu qua Tiết Hàm Đệ không phải là một kỳ thủ vô danh, cũng không phải là một kỳ thủ có thực lực kém. Đây là kỳ thủ người Đức gốc Hoa, sinh năm 1994, người đã từng theo học tại các viện cờ thuộc thành phố Thượng Hải và đại bản doanh của Thập Liên Báo Hồ Vinh Hoa, một huyền thoại của cờ tướng Trung Quốc. Tiết Hàm Đệ ngay từ khi còn nhỏ cũng đã tham gia thi đấu ở một số các giải đấu thiếu niên tại thành phố Thượng Hải và đã giành được thành tích khá là tốt. Sau đó thì anh ta đã đi du học và định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tiết Hàm Đệ bắt đầu được biết đến từ những giải đấu được mời như là giải Hàn Tín Bôi năm 2015 và đã gây ấn tượng ngay khi mà đã thủ hòa với cả danh thủ Triệu Hâm, lúc đó đang nằm trong top đầu của làng cờ Trung Quốc. Và kỳ lực của kỳ thủ Tiết Hàm Đệ cũng đã được khẳng định dần theo năm tháng. Năm 2016 thì Tiết Hàm Đệ đã đứng hạng 3 của tổ quốc tế tại giải Dương Hoa Lân Bôi được tổ chức tại tỉnh Quảng Đông với sự tham dự của rất nhiều kỳ thủ. Trong đó Tiết Hàm Đệ cũng đã đọ sức được với khá nhiều những kỳ thủ Việt Nam có thành tích tương đối là tốt. Ngoại trừ trận thua trước Lại Lý Huynh là đương kim vô địch ra thì Tiết Hàm Đệ đã từng đánh bại cả Nguyễn Minh Nhật Quang, rồi Trần Văn Linh, rồi thắng cả Võ Minh Nhất, hòa cả Trần Trung Kiên. Đấy. Chỉ một số những yếu tố như vậy thôi, các bạn biết rằng là Tiết Hàm Đệ là một kỳ thủ mà có thực lực không hề tệ một chút nào. Còn Vương Nhất thì không cần phải bàn cãi rồi, anh ấy là coi là kỳ thủ số 1 Trung Quốc trong vòng 7 năm vừa qua, bắt đầu từ năm 2013. Và đấu này thì Tiết Hàm Đệ cũng rất mong muốn chiến thắng để có thể leo cao trên bảng xếp hạng. Bên đỏ đã triển khai thế trận pháo đầu một cách nhanh nhẹn, vào pháo, lên mã và ra xe. Trong khi đó thì Vương Thiên Nhất tiến trận bằng hệ thống sở trường, đó là bình phong mã. Đây là hệ thống mà Vương Thiên Nhất rất là thiện nghệ.
bên đen sở dĩ lựa chọn bình phong tròn để cho bên đỏ có thể chọn hình. Hình cờ tiếp theo, bên đỏ có nhiều nước để có thể triển khai và một số những biến hóa thông dụng, ví dụ như là tốt 3 tấn 1 hình thành lên pháo đầu tam binh, hoặc là có thể triển khai nước cờ mã 8 tấn 9. Đấy, đều là những nước cờ mà bên kỳ thủ và Tiết Hàm Đệ và có thể sử dụng được. Ở đây thì bên đỏ là Tiết Hàm Đệ quyết định đi nước cờ tốt 7 tấn 1 và là muốn nước cờ theo thiên hướng tấn công. Tất nhiên thì kỳ thủ Vương Nhất sẽ lựa chọn giải pháp là tốt 7 tấn 1 chờ xem biến hóa tiếp theo. Và hình cờ tiếp theo, bên đỏ có thể kê pháo thấp hoặc là lên mã 8 tấn 7 hình thành lên thất lộ mã, hoặc đơn giản nhất là có thể đi lực cờ xe 2 tấn 6 và chạy quá hà xe. Đây là lực cờ rất là cơ bản thôi trong phần khai cuộc. Bên đen đang có tinh thần tranh thắng cho nên đã lựa chọn giải pháp đó là tả mã bàn hà thay vì những lực biến ổn định như là bình pháo đổi xe hoặc là lên tượng biến sĩ. Tiếp theo, bên đen Vương Nhất quyết định tượng 7 tấn 5 hình thành phi tả tượng ở hình thế bình phong mã tả mã bàn hà đối phó với cả trung pháo qua hà xa, thì kỳ thủ cầm quân đi hậu có thể có nhiều lựa chọn sau lực biến này. Và ngoài lực cờ phi tả tượng tượng 7 tấn 5 có thể trực tiếp tượng 3 tấn 5 hoặc là đấm binh 7 tấn 1 qua sông, và thậm chí để có thể tạo ra một trận hỗn chiến ác liệt hơn thì có thể hình thành lên thế hoành xe đi xe 1 tấn 1, khi đó hai bên sẽ giáp trận một cách rất là tưng bừng và máu lửa. Hình thế tượng 7 tấn 5 cũng là một hình thế khá kín kẽ, và tượng 3 thì có cái tính chất là đối kháng có phần mạnh mẽ hơn, tuy nhiên tượng 7 lại đảm bảo an toàn cho hành lang cánh phải của bên đen, và bên đen sẽ tận dụng việc phòng ngự chắc chắn như vậy, sẽ sử dụng con xe 1 theo hướng ngoành và đó là con xe tác chiến sau này yểm trợ cho mặt trận tấn công của Vương Thiên Nhất. Tiếp theo, bên đỏ quyết định mở binh 5, và nước cờ mở binh 5 là một nước cờ rất là tích cực và chuẩn xác trong bối cảnh đối phương dựng bình phong mã tả mã màn hà phi tả tượng, chứ nếu như đi xe 2 bình 4 thì đối phương sẽ ăn mã xuống tốt và sau này có thể tấn xe 1 tấn 1 quanh xe trợ chiến, bên đỏ không có lợi. Bây giờ đến lượt bên đen đi, và lẽ dĩ nhiên bên đen sẽ lương theo tình thế mở binh qua sông để bắt đầu một cuộc phản kích ngay sau phần khai cuộc. Bên đỏ xe 2 bình 4, bên đen mã 6 tấn 7, những nước đi rất cơ bản. Bên đỏ tiếp tục mã 3 tấn 5, bên đỏ hình thành lên thế phá đầu mã đội, và đây là sự logic tiếp theo sau lực cờ binh 5 để khai thông hai đầu mã của bên Tiết Hàm Đệ. Lực cờ này sẽ giúp cho Tiết Hàm Đệ có thể đánh thông trung lộ và có thể phi mã 5 tấn 3 ăn lên tốt lộ 7 của đối phương, sau đó tràn tới để tấn công vào cánh trái của bên Vương Thiên Nhất. Đây là lực đi khá là mạnh mẽ, và tuy nhiên thì kèm theo đó cũng là bộc lộ một chút sơ hở ở hàng phòng tuyến của bên mình, và bên đen sẽ nhắm vào cái việc cánh phải khá là trống rỗng của bên đỏ để có thể mở màn những cuộc phản kích. Và từ đó trở đi, hai kỳ thủ sẽ bước vào một cuộc tranh chiến đầy sóng gió và phong ba. Vương Thiên Nhất có thể suy nghĩ tiếp theo ở hai biến hóa. Nếu bên đen đi lực cờ pháo 8 tấn 4 và bên đen đi lực cờ pháo 8 tấn 5 chọc pháo xuống để có thể uy hiếp liên hoàn song mã của đối phương, thì bên đỏ vẫn có thể ung dung trận địa bằng thủ pháp binh 5 tấn 1 đội qua sông. Bên đen nếu như mà có ăn qua thì đối phương sẽ ăn về. Đấy, ăn về như này. Và nếu như bên đen mà ăn binh 5 lên thì bên đỏ sẽ cắt xe 4 bình 7 qua đây, đè con mã, bên đỏ sẽ chiếm thực lợi cực mạnh luôn. Còn nếu đối thủ mà gan lì hơn có thể đi được cờ pháo 2 tấn 1, pháo 2 tấn 1 thì bên kỳ thủ Vương Nhất vẫn phải lo lắng nhiều khi mà đối phương đang tiếp tục triển khai mã 7 tấn 5 dọa lực cờ mã 5 tấn 6, mã 5 tấn 6 bắt đôi. Đấy, các bạn thấy rằng là bắt đôi như vậy thì bên kỳ thủ cầm quân đen sẽ khó
khó có thể gọi là triển khai một thế đẹp hơn, bởi vì đã mất đi con pháo chiến chủ lực ở cánh bên rồi. Ở trong phần khai cuộc thì xe pháo đấy là những cái quân mạnh rất là nhanh và có tốc độ cao, nó có thể triển khai đánh đường trường và đánh tập kích một cách bất ngờ. Còn mã tốt thì nó hơi chậm nhịp hơn. Và đến hình cờ này là hình cờ mà bên đỏ là người ta đang có nhiều cái gọi là nhiều cái thế cờ đẹp hơn so với cả kỳ thủ cầm quân quân đen. Đấy. Các bạn thấy hình thế này là hình thế mà bên đen rất là mệt đấy nhá. Hình thế này trông thế này thôi nhưng mà bên kỳ thủ cầm quân đen mặc dù kể cả có lấy mã đổi vào pháo thì trận địa của bên đỏ vẫn đẹp hơn và nói chung là dễ đánh hơn. Và Hương nhất do không còn con pháo để phản kích nữa thì bên đen sẽ ở cái trạng thái hạ phong hơn so với cả bên Vương Tiến Nhất. Bây giờ trở lại với cả chính cuộc thì Vương Nhất đã triển khai lướt đi đối trận rất là mạnh bằng thủ pháp pháo 8 tấn 7. Đấy, các bạn thấy là pháo 8 tấn 7 đâm pháo xuống đáy để làm gì? Để chuẩn bị giặt pháo sang lộ 9, sau đó sẽ hạ xe 8 xuống 9, hạ xe 8 tấn 9 xuống đáy để có thể đánh vào lộ tượng 3 của bên đỏ. Bởi vì quân lực bên đỏ là không có quân bảo vệ ở cánh phải, khá là chống trả. Cho nên là bên Vương Nhất là muốn tăng cường tốc độ tấn công ngay. Và bây giờ thì đến lượt bên đỏ đi. Nếu như bên đỏ mà vội vã cầm mã 5 tấn 3, ăn được tốt, nhìn rất đẹp hình, nhưng thực ra đây là một hình thế không tốt dành cho kỳ thủ cầm quân đỏ. Đấy, vì sao? Vì bên đen người ta đã dự trữ một chiếc nước cờ cũng rất là mạnh để có thể phản đòn lại bên đỏ. Bên đen có thể đi nước cờ xe 8 tấn 5. Bên đỏ tất nhiên không thể nhảy mã 3 tấn 2 được bởi vì con pháo nó sẽ vật về. Đấy, các bạn thấy rằng là lớp phờ tấn xe kỵ hà này của bên đen trong cái khai cuộc này là rất mạnh mẽ. Nó sẽ khiến cho trận địa tấn công của bên đỏ sẽ bị bất nhịp. Và chính vì lý do đó cho nên là kỳ thủ Tiết Hàm Đệ sẽ không thể đi lớp cờ mã 5 tấn 3 một cách vội vã như vậy. Còn nếu như mà một kỳ thủ non yếu sau lớp cờ bên đỏ mà mã 5 tấn 3 mà đối phương mà không chú ý lớp cờ mã 3 tấn 2 của bên bên đỏ, hoặc là bên đỏ có thể đấm binh 5 dội qua sông ấy, thì lúc đấy là tình huống nó sẽ khác đi rất nhiều đấy. Và tình huống nó sẽ khác đi rất nhiều. Và nhìn chung là các cao thủ đây là họ đều thuộc cuộc rất là tốt rồi, cho nên là sẽ không bị mắc sai lầm nhiều ở phần khai cuộc. Bây giờ thì trở lại với cả hình thế ban đầu thì kỳ thủ cầm quân đỏ kỳ thủ cầm quân đỏ sẽ triển khai những nước cờ tiếp theo. Các bạn đợi tí để tôi và lức cờ tiếp theo thì kỳ thủ Tiết Hàm Đệ quyết định là sẽ không đi lức cờ mã 5 tấn 3 bởi vì sợ thủ pháp là tấn xe kỵ hà của đối phương. Và bên đỏ tiếp tục con đường tấn công theo kế hoạch đã định, đó là binh 5 tấn 1 và dội thẳng binh 5 lên. Và để đối phó với lức cờ này thì bên đen sẽ phải cần suy nghĩ một cách thấu đáo. Các bạn để ý rằng là quân lực của bên đỏ đang tập trung toàn bộ ở phần trung tâm, chuẩn bị nhảy mã 5 tấn 6 để bắt mã tranh tiên rất là ác liệt. Và rất là ác liệt luôn. Tiết Hàm Đệ quyết định là đấm binh 5 là để tỏ rõ cái ý đồ tấn công một cách dứt khoát rồi. Các bạn thấy rằng là tinh thần chiến đấu của kỳ thủ người Đức Cộng Hòa cũng rất là đáng khen. Và để đối phó với cả chiêu thức tấn công rất là mạnh mẽ ở phần trung tâm của bàn cờ thì bên đen cũng quyết định là lấy công để đối công trong cái tình huống này. Và Vương Nhất phân pháo ra biên, dọa lướt đi tiếp theo, đó là xe 8 tấn 9, chọc xe xuống đáy để có thể mở màn một cuộc phản kích dữ dội vào cánh phải của bên Tiết Hàm Đệ. Và Tiết Hàm Đệ sau hồi suy xét quyết định đi một lực cờ
dừng một cái cờ gọi là điều chỉnh trận thế khá là hay, đó là pháo 5 bình 3. Bình pháo sang chặn mã, và bình pháo sang chặn mã ý đồ là để có thể lên tự 7 tấn 5 một cách thuận lợi. Thứ hai là có thể đi lấp cờ mã 5 tấn 3. À, lúc này thì nên đỏ có thể mã 5 tấn 3 được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà đối phương rẽ pháo ra biên thì kể cả có tấn xe kỵ hà, xe 8 tấn 5 thì bên đỏ vẫn có thể mã 3 tấn 2 được và nhảy tới để có thể dọa chiếu. Đấy, nó khác biệt ở cái lúc cờ trước là con pháo ở lộ 8, bây giờ là con pháo ở lộ 9 rồi. Cho nên là lúc cờ pháo là bình 3 này là lúc cờ khá là chiến lược của kỳ thủ cầm quân đỏ. Bên đen pháo 2 tấn 1. Và để đối phó với tình huống này thì Vương Nhất quyết định là sử dụng thủ pháp pháo 2 tấn 1 và tấn pháo để nhòm ngó xe và lừa cho đối phương nhảy ba qua sông để đấm binh ba bắt xe và diệt mã. Đấy, đây là chiêu thức mà bên kỳ thủ Vương Nhất đã dự liệu từ trước rất nhiều rồi. Tiết Hàm Đệ quyết định xe 4 thoái 3, quyết định xe 4 thoái 3 dọa và dọa lực cờ mã 5 tấn 6, dọa lực cờ mã 5 tấn 6. Đây là lực cờ thoái xe để chặn mã cũng khá là kịp thời trong cái bối cảnh tiếp theo. Và nếu như không đi lực cờ xe 4 tấn 3 mà đi lực cờ mã 5 tấn 3, và thì đối phương sẽ ngay lập tức thoái mã về, và thoái mã về ngũ để lực sau, để về sau là có thể sẵn sàng tư thế là tốt 5 tấn 1 và sẵn sàng tư thế là tốt 5 tấn 1 ngay. Còn nếu như bên đỏ tiếp tục đường tấn công mã 3 tấn 2 thì bên đen vẫn có đường đi xe 1 tấn 1 trợ chiến rất kịp thời, và rất kịp thời. Khi đó kỳ thủ cầm quân đỏ sẽ không hề dễ chơi trong cái bối cảnh này. Và dù rằng nước biến tiếp theo bên đỏ có thể lối mã lên để tấn công, nhưng bạn để ý rằng là bên đen người ta có đầy đủ những cơ hội để có thể phản kích một cách ác liệt. Ví dụ một trong hai đầu binh này đấm lên chẳng hạn là bên đỏ sẽ chết cây. Đấy, bên đỏ sẽ chết cây ngay. Đấy, các bạn thấy rằng là lướt cờ pháo 2 tấn 1 của bên Vương Nhất là lướt cờ phòng ngự một cách rất là sâu xa, và nó đang khiến cho thế trận của kỳ thủ Tiết Hàm Đệ là có phần là khá là nguy hiểm đấy. Thực chiến Tiết Hàm Đệ đã giật xe 4 thoái 3. Đây là lớp cờ khá tốt để ngăn chặn ý đồ của đối phương về lộ 5. Thứ hai nữa là đang phục kích nước mã 5 tấn 6. Và bây giờ các bạn hãy xem thủ pháp tấn công tiếp theo của Vương Nhất thế nào. Vương Nhất là một kỳ thủ rất nổi tiếng trên kỳ đàn Trung Quốc nhờ một cái năng lực xử lý trung tàn rất là thiện nghệ và đường cờ rất là khó lường, có thể coi như theo kiểu là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, và chỉ thấy đầu mà không thấy đuôi, và rất khó đoán định. Vương Nhất bất ngờ nhảy mã xâm nhập vào trận địa của đối phương như chỗ không người, một lượt đi rất táo bạo và thể hiện tinh thần quyết thắng rất cao. Mã 7 tấn 9 đang phục thủ pháp binh 3 tấn 1 tấn tới để bắt đôi, dọa diệt trừ xe pháo của bên đỏ. Bên đỏ không có sự lựa chọn nào hơn buộc phải giật xe hai lước để căn lộ mã nhảy chiếu, đồng thời là tránh đi cái đường đao nguy hiểm của bên Vương Nhất, đó là tốt 7 tấn 1. Vương Nhất vẫn chưa cho đối phương một chút ngơi nghỉ, quyết định thủ pháp mã 9 tấn 8. Bởi vì nếu bên đen mà không kịp thời đi lướt cờ mã 9 tấn 8, đối phương có thể bình xe qua để bắt đôi. Xe 4 bình 1 là bên đen có khả năng sẽ chết cây trong tình huống mà quân lực của bên đen đang gặp khá nhiều gọi là sự chật chội ở cánh trái. Đến đây thì Vương Nhất tính rằng là lao con mã xuống như vậy đang dọa bắt tượng, cho nên là bên đỏ sẽ phải đỡ nước cờ này của bên đen. Bên đỏ Tiết Hàm Đệ buộc phải xe 4 bình 3, và xe 4 bình 3 để có thể đỡ được con tượng đáy của bên bên mình. Và các bạn biết rằng là vị trí mà cả hai bên đang tập trung công thủ chính là ở vị trí con tượng lộ 3 này, và đây là một tiêu điểm tranh chiến trong cái trận thi đấu mà các bạn đang xem. Vương Nhất quyết định binh 7 tấn 1 và sốc tới để có thể bắt cây, tranh tiên đoạt thế, một lực cờ rất là thực tế và hiệu quả. Đây là lực cờ lắm bắt được cái thời cơ rất nhanh nhẹn của Vương Nhất. Đối phương ngay lập tức chạy pháo vào đầu,
và ngay lập tức chạy pháo vào đầu, đang đe dọa lượng cờ xe 3 tấn 3 ăn con tốt. Mà để cho Thiết Hàm Đệ ăn được con tốt này thì gần như là quân lực của bên đen đã không còn có khả năng uy hiếp về phòng tuyến của bên đỏ. Bên đỏ sẽ rảnh tay để tấn công bằng những chiêu thức rất là mạnh mẽ như là mã 5 tấn 6 chẳng hạn. Và Vương Đình Nhất quyết định tiếp tục tấn tốt và một lượt đi cũng hết sức là ảo diệu và xuất sắc. Lượt cờ này là lượt cờ đang bắt trực tiếp và phế tốt để có thể tranh tiên. Và đối phương không thể ăn xe lên được vì bị mã ăn về. Còn nếu như đối phương mà cố tình mã 5 thoái 3, và ví dụ đối tình mã 5 thoái 3 đổi cây như này, thì Vương Nhất sẽ có cái thủ pháp tiếp theo, đó là xe 8 tấn 9. Do pháo lộ 5 đã làm tắc tượng cho lên hình thế này, là hình thế mà bên đen đang rất mạnh. Và bên đen đang rất mạnh, nếu như đối phương mà có phế pháo lên đây thì mã sẽ ăn lên thôi. Còn ăn tốt xuống thì sẽ đập tượng, khi đó là bên đen có khả năng sẽ tác chiến mạnh hơn. Bởi vì con xe lộ 1 của bên đen chỉ cần xuất theo hướng ngoành bình qua lộ 6 thôi là yểm trợ tấn công một cách rất là dứt khoát rồi. Các bạn thấy rằng là hình cờ này là hình cờ mà kỳ thủ cầm quân đỏ phải rất lo lắng và cẩn thận, bởi cái đường phản kích quá là dữ dội của bên đen với việc là tứ tử đồng biên xe pháo mã tốt. Biết là như vậy cho nên là Thiết Hàm Đệ bây giờ buộc lòng phải thủ. Bên Thiết Hàm Đệ quyết định xe 4 bình 1 và đang có ý đồ bắt pháo để bỏ tượng, và bên đỏ buộc phải bỏ tượng trong cái tình huống này. Như theo phân tích là nếu như để cho đối phương thực hiện được âm mưu là xe 8 tấn 9 hạ xe xuống đáy thì phối hợp tấn công thì nó sẽ ác liệt hơn rất nhiều. Và thà rằng mất con tượng ở hình thế như này, nhưng mà quân lực bên đen vẫn khá tắc, do đó là bên đỏ vẫn có thể có được những cái thời khắc nó rảnh tay hơn. Và sau lượt đi này thì đến lượt kỳ thủ cầm quân đen bắt đầu nghĩ cách đưa xe vào trận địa, đi lướt cờ xe 1 tấn 1 và ý đồ là đang chuẩn bị xe 1 bình 6 và bình qua để chặn lộ tướng, đồng thời là yểm trợ cho tiền tuyến đang có thế công khá là hung hãn. Và hậu phương thì bên đen hoàn toàn trông cậy vào pháo mã ở cánh phải thôi. Tiếp theo, Thiết Hàm Đệ quyết định tấn công mã 5 tấn 6, dọa bắt đôi. Bây giờ bên đen đã không thể thủ được lướt cờ mất cây rồi. Bên đen quyết định khí tử tranh tiên và phế pháo để mở đường gọi là phản kích và tăng nhanh tốc độ tấn công bằng thủ pháp xe 1 bình 6. Bên đỏ quyết định ăn pháo để chờ thời. Sau đó đến lượt Vương Nhất đi, và Vương Nhất bây giờ lại tiếp tục có một đòn đánh rất là độc chiêu nữa, đó lại là một thủ pháp phế cây và thoái mã nhảy thẳng vào miệng hổ. Và nếu đối phương mà ăn xe về hoặc ăn pháo qua thì bên Vương Nhất vẫn có đòn đánh rất ác hiểm, đó là xe 8 tấn 9. Tức là từ đầu đến giờ, từ phần khai cuộc cho đến lúc này thì Vương Nhất lúc nào cũng ám phục chiêu thức là xe 8 tấn 9 hạ xe tuyến đáy để đánh một cái đòn quyết định, để có mong muốn là chiến thắng mà mang về những điểm số quan trọng trong cuộc đua tranh ngôi vị vô địch thế giới với cả đối thủ là Trịnh Duy Đồng. Đến đây thì Thiết Hàm Đệ đã hoàn toàn đã bị rơi vào trạng thái bị động rồi. Và quân lực của bên đỏ mặc dù là ăn được một pháo, nhưng mà hệ thống phòng ngự cánh phải đang lâm nguy trông thấy, khi mà đối phương đã điều quân đánh phá quá là dữ dội và với những đường chuyển cây phải nói là tinh tế của ngoại tinh lai khách. Hình cờ này là hình cờ bên đỏ không thể xe 1 tấn 1 ăn mã hoặc là pháo 5 bình 1 ăn mã được, bởi vì đối phương đang dọa nước đâm đáy. Thiết Hàm Đệ quyết định đi lực cờ cũng khá hay, phế xe 1 bình 4 phế xe. Nếu đối phương mà tham ăn xe thì lập tức dính đòn độc chiêu sát thủ ngay bằng thủ pháp tiền mã hậu pháo. Các bạn thấy rằng nếu đánh như này thì bên Vương Nhất thua ngay, và Vương Nhất phải hết sức là đắn đo cho lực cờ này của bên Thiết Hàm Đệ. Vương Nhất quyết định xảo diệu tấn công bằng chiêu thức mã 9 tấn 7 và nhảy mã bịt đường và không cho đối phương có cơ hội để ăn xe lên. Này, con mã này con mã kiểm tỏa cực kỳ mạnh của bên đen. Có thể nói rằng là trong trận đấu mà các bạn đang xem đây thì chiến mã ở lộ 7 của bên Vương Nhất đã
gọi là vó ngựa tung hoành đấy, và đã lập được đại công cho bên Vương Thiên Nhất. Tiếp theo, Tiết Hàm Đệ quyết định mã 7 tấn 5, và quyết định mã 7 tấn 5. Tất nhiên là lúc này thì chưa thể nhảy chiếu được, và đây là lướt cờ để cho bên đỏ, để cho bên đỏ có thời cơ để triệt tiêu đi con tốt lộ 7, khá là nguy hiểm, rất là nguy hiểm của bên đen. Con tốt này là con tốt đang giữ chặt căn mã, không cho con xe của bên đỏ có thể động đậy trong tình huống tiếp theo. Lúc này thì thời cơ đã đến rồi, Vương Nhất quyết định phát động tấn công để giành chiến thắng. Bên đen xe 8 tấn 9, và ý đồ sau phần khai cuộc của bên Vương Nhất đã được thực hiện bằng những cái thủ pháp chuyển cây một cách rất là tài tình và linh hoạt. Đối phương đang bị dọa nước cờ pháo 7 bình 4 chiếu tướng ăn xe, cho nên Tiết Hàm Đệ buộc lòng phải dâng xe để chống đỡ, bởi vì mất xe trong thời điểm này thì cũng đồng nghĩa việc là một ván thua. Và sau lúc cờ này thì Vương Nhất bắt đầu chậm nhịp đi một tí bằng một lúc đi để có thể ứng chiến được cái khả năng phản kích xe pháo mã cánh bên khá là nguy hiểm của bên đỏ. Lúc cờ pháo mã đang dập dình là lúc cờ cũng khống chế con xe lộ 6 từ xa của Vương Nhất. Vương Nhất quyết định phế mã để làm chậm nhịp độ tấn công của bên địch thủ là Tiết Hàm Đệ. Là các bạn thấy là lúc cờ này, lúc cờ phải nói là rất hay và cao thâm. Và nếu như đối phương mà ăn mã xuống mã thì Vương Nhất sẽ có thời cơ tấn xe chém xe lập tức, là bên đỏ chết xe là thua ngay. Đấy, đây là lúc cờ phải nói là trong thủ ngầm công của ngoại tinh lai khách, một đòn đánh đúng mang thương hiệu của kỳ thủ số 1 Trung Quốc. Bên đỏ buộc lòng phải rẽ tốt để che mặt, dùng mã để bảo vệ xe, dùng mã tốt để bảo vệ xe, và vẫn chấp nhận là để cho đối phương ăn lại mã. Và sau lướt cờ thoái mã lấy lùi làm tiến thì Vương Nhất đã ăn được mã chiến của bên đỏ rồi, và từ thời điểm này trở đi bên đen đã không còn nguy cơ thất trận ở cánh bên nữa, do pháo mã đã không còn có khả năng rình rập sát cơ đối với Vương Nhất. Vương Nhất lúc này đã quá rảnh lợi để có thể ra tay và tung những đòn sát chiêu và tấn công và ghi điểm trong bối cảnh tiếp theo. Tiết Hàm Đệ quyết định vật pháo lầu lên chiếu để có thể ăn lại chiến mã của đối phương, ăn lại chiến mã của đối phương, và đó là thời khắc để Vương Nhất quyết định sử dụng đòn đánh pháo lăn và kết hợp với cả hai xe để có thể tổ chức liên hoàn những cái tuyệt chiêu về phía bên đỏ. Bên đen xe 6 bình 8, đầu tiên là bình xe để tránh ách tắc, để cho con xe ở lộ 8 khá là khai thông, giữ căn cho nhau và có thể tiến lên để truy sát mã. Kỳ thủ Tiết Hàm Đệ lúc này đây đã không thể triệt tiêu được quân lực của bên Vương Nhất rồi, và buộc lòng phải dốc hết sức ra để từ thủ bằng thủ pháp lên sĩ, đang dọa dùng pháo ăn qua tốt và hai xe tạo thế liên hoàn. Vương Nhất quyết định khai thông hệ thống tấn công bằng nước đi tấn xe 8 tấn 5 tiến bắt con mã 5 của bên đỏ. Nếu đối phương mà ăn về thì bên Vương Nhất sẽ vật pháo về chiều tướng ăn tiếp con pháo này của bên đối phương, cho nên là bên Tiết Hàm Đệ buộc lòng phải nhảy mã tới, và Vương Nhất quyết định ra tay bình xe bắt sĩ. Lúc cờ này lúc cờ mà đang theo mạch tính của Vương Nhất, chứ còn nếu như thực chiến thì Vương Nhất có thể nghĩ cách đơn giản hơn, đó là vật pháo chiếu tướng và ăn về mã như này, thì Vương Nhất vẫn là giữ được quân lực khá đẹp và có thể chiến thắng trong thời gian tiếp theo, dù rằng là sau này có thể mất tốt. Tuy nhiên thì hình này là hình mà Vương Nhất vẫn đại ưu hơn so với cả đối thủ, đó là anh Tiết Hàm Đệ. Và chính vì lý do đó cho nên là Vương Nhất quyết định ưu tiên cho khả năng tấn công dứt điểm của mình. Vương Nhất đi một lớp cờ rất tinh tế, đó là xe 8 bình 4 bình qua để bắt sĩ và bắt mã, ép đối phương phải chạy mã và bỏ sĩ. Như vậy là Vương Nhất đã đánh thông được phòng tuyến của bên đỏ rồi, khi mà đã phá sĩ đạp tượng để chuẩn bị vây công. Và lúc này bên đen hình thành lên thế gọi là ngũ tử đồng biên, hai xe pháo mã tốt đang trực chiến một cách rất là ác liệt. Lớp cờ này không những ăn được sĩ, bẻ gãy hàng phòng tuyến của bên đỏ, đồng thời đang dọa bắt pháo rồi có thể bảo vệ từ xa cái con tốt lộ 7 đang làm căn cho bác. Vâng, không sợ thủ pháp nhảy mã chiếu của đối phương. Nếu Tiết Hàm Đệ có chiếu tướng thì Vương Nhất vẫn xuất tướng được, và nếu như có rẽ tốt chiếu thì Vương Nhất vẫn có đòn đánh rất là hay, đó là bình xe
để có thể chống lại cái chiêu thức này của bên đối phương. Nếu như đối phương mà có lên sĩ thì vương nhất sẽ ăn xe xuống xe ngay. Đấy, các bạn thấy rằng là đòn đánh của vương lên nhất thực sự là rất là cao thâm, mà nó khiến cho bên đỏ, và dù rằng là cảm thấy có thế công nhưng bên đỏ vẫn không tài nào, bên đỏ vẫn không tài nào mà có thể thoát được trong cái bối cảnh tiếp theo. Và bây giờ trở lại với cả thực chiến thì sau lúc cờ xe 4 tấn 1 ăn sĩ của vương nhất thì Tiết Hàm Đệ quyết định là đi lúc cờ chờ tốt 3 bình 4 để đang dọa thủ pháp ma 4 tấn 3 để chiếu cục. Rồi các bạn hãy xem là vương nhất sẽ xử lý thế nào trong cái tình huống này. Bên vương nhất đỡ một lúc cờ khá nguội sĩ 5 tấn 6 và lúc cờ chặn mã tấn công của bên địch thủ. Hai xe của bên đỏ vẫn đang nằm im khi mà bị hệ thống quân lực của bên đen đang phong tỏa từ xa. Bên đỏ quyết định tấn pháo lên, đang dọa phản nhập trung pháo để chiếu tướng, tạo được một cái thế khá đẹp. Nhưng lúc này lúc lờ cũng có ý đồ cao thâm, đang dọa pháo 8-5 chiếu tướng, rồi thoái pháo về để cắt đứt sự chi viện của quân lực bên đen. Bên đen không cho bên đỏ thực hiện được mưu đồ đó, quyết định phế mã để tấn công dứt điểm ngay bằng thủ pháp binh 7 bình 6, binh 7 bình 6 cực kỳ là hung hãn, buộc bên đỏ phải ăn xe qua mã. Sau đó là lướt cờ vật pháo về tốt, tiễu trừ hậu họa để chiếu tướng, ép cho bên đỏ phải phòng ngự vất vả hơn. Và sau đó lướt cờ kê pháo vào mặt, đang phục thủ pháp tiếp theo, đó là ăn xe qua sĩ, sau đó sẽ bình xe vào ngũ là cục ngay. Đấy, các bạn thấy là đường đi lướt bước của vương nhất nhìn có vẻ rất là trông tranh, nhưng thực ra đó là hữu kinh vô hiểm, bởi vì bên đen tính được tất cả các đường sát của bên đỏ. Bên đỏ không có thời cơ để có thể xâm nhập trận tuyến một cách nhanh nhẹn và khiến cho bên đen phải lo lắng trong những thời khắc tiếp theo. Tiết Hàm Đệ quyết định lúc này thì bên đỏ đang rất là mệt rồi. Tuy nhiên thì bên đỏ với tinh thần chiến đấu đến cùng, bên đỏ quyết định binh 7 tấn 1 qua sông để đấu con pháo lộ 5, con pháo chống cực mạnh của vương nhất. Vương nhất quyết định ăn pháo. Và vương nhất quyết định ăn pháo và đang đe dọa rất nhiều những đòn đánh tiếp theo. Và ví dụ như có thể là phế tốt vào mặt, hoặc là ăn xe sang sĩ, hoặc là chọc pháo trúng đáy. Và Tiết Hàm Đệ thoái đâm xe chiếu, sau đó tìm cơ hội để có thể phản kích. Và bằng thủ pháp mã 4 thoái 5, đang dọa bắt đôi. Và bây giờ thì tình huống là bên đen đang kém cây, mà nếu như bên đen mà đang bị đối phương bắt đôi này mà chết tốt thì chưa chắc là vương nhất có thể thắng một cách dễ dàng được. Tuy nhiên thì các bạn biết rằng là vương nhất được mệnh danh là gọi là có năng lực là sát thương vô địch trong giới cờ, và được mệnh danh là thiên ngoại ngoại tinh lai khách với tuyệt chiêu là thiên ngoại phi tiên, đã đánh là chỉ có thủng thôi và rất là khó đỡ. Và vương tiên nhất đã đi lướt cờ sát công rất là ảo diệu và là tinh hoa của trận đấu. Và tốt 6 bình 5, bình tốt vào mặt chiếu tướng, phế tốt luôn và khiến cho bên đỏ rụng rời. Và Tiết Hàm Đệ sau một hồi suy nghĩ không tìm ra được đường đỡ, đã phải buông cờ nhận thua. Và hình cờ này là hình cờ bên đỏ chỉ có hai lựa chọn thôi. Và bên đỏ có hai lựa chọn thôi, nếu chạy tướng sẽ bị lướt cờ thoái xe chiếu, sau đó thì đâm xe là cục ngay. Đấy. Còn nếu như bên kỳ thủ Tiết Hàm Đệ mà ăn tượng lên thì đối phương cũng sẽ có đòn đánh liên hoàn rất là cao tay, thoái xe một chiếu buộc phải về tướng, ăn xe vào tượng chiếu, nếu lên sĩ hoặc là vào xe đều lướt cờ xe 8 tấn 1 là cục. Vì vậy là buộc phải đi lướt cờ tướng 5 bình 4, bên đỏ sẽ bị dính đòn đâm pháo chiếu của đối phương. Và đâm pháo chiếu của đối phương lúc này buộc phải lên sĩ, vương nhất chỉ cần cắt xe qua lộ 3 là tuyệt sát rồi, hình thành lên thế bao vây song xe đơn pháo ở hai cánh, hình thế gọi là tả hữu giáp công đấy, quá là mạnh. Bên đỏ không có đường cờ chiếu tướng tiếp theo, bên đỏ buộc lòng phải nhận thua trong cái bối cảnh này. Như vậy là ván đấu cực kỳ quan trọng ở vòng thi đấu thứ 7 tại giải vô địch cờ tướng thế giới lần thứ 15 tổ chức tại Philippines của vương nhất và Tiết Hàm Đệ đến đây là kết thúc.
Và kết quả cùng, Vương Nhất bằng một tinh thần quyết thắng đã sử dụng chiến pháp là tả mã bàn hà phi tả tượng, đã đánh bại một cách ngoạn mục trước cao thủ người Đức gốc Hoa là Tiết Hạm Đệ. Và về sau thì Vương Đình Nhất đã tiếp tục cuộc đua khi mà đã bằng điểm với cả Trịnh Duy Đồng sau vòng thi đấu thứ 7, bởi vì là Trịnh Đồng đã bị Tào Nham Lỗi bức hoa ở ván thứ 7. Hai kỳ thủ về sau đã bằng điểm và Vương Đình Nhất đã may mắn hơn khi mà chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng. Còn Tào Nham Lỗi thì đã để cho Nguyễn Minh Nhật Quang của Việt Nam chúng ta đá hòa ở giai đoạn cơ tan, và Vương Nhất đã hơn hai hệ số và đã giành được chức quán quân của giải vô địch cờ tướng thế giới và giành luôn tấm vé thông hành đến trận đấu tiền tỷ tranh ngôi vô địch của giải Sở Hà Hán Giới lần thứ 2 tổ chức vào mùa thu năm 2018 với cả danh thủ Từ Siêu của tỉnh Giang Tô. Và xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi ủng hộ chương trình, và các bạn có thể ủng hộ bằng cách là like, chia sẻ, subscribe theo dõi kênh, và có thể dành một ít thời gian để xem quảng cáo và tăng tương tác cho chương trình. Và các bạn muốn chúng tôi làm những chương trình về những vấn đề gì, những danh thủ nào, các bạn có thể comment góp ý và gửi email cho ban quản trị. Xin cảm ơn quý các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.